Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo tôi xin trả lời câu hỏi của anh chị trên kênh YouTube cũng như trên kênh Zalo nhắn tin hỏi mình. Bây giờ em làm đo đạc, em đánh test móc 1, móc 2, móc 3 chung một cái test luôn. Bây giờ làm sao em đổi màu móc 1, màu khác móc 2, màu 3, màu khác móc 3, màu khác luôn, dù đỏ, xanh, vàng, tím gì đó chung một dải cho thẳng hàng. Chứ mẫu lần làm á, em copy ra một cái, em đổi màu, copy một cái màu lâu, anh có cách nào hướng dẫn xử lý không? Em còn nhiều thứ để làm nữa. Rồi sau đây tôi hướng dẫn các bạn vô thực hành luôn nha. Giả sử ta có chữ Khánh như này nè, đây là copy nha. Rồi mỗi lần làm á là ta thêm một cái, ta copy, ta đấm vô đây, ta đổi nó thành màu đỏ đi, ví dụ như đây đó, ra màu đỏ nè. Rồi bây giờ đặt câu hỏi ra, bây giờ tôi muốn chữ Khánh màu khác, chữ Văn màu khác, chữ Trần màu khác hay sao, như chữ Trần nè, chữ Văn, chữ Khánh nè, mẫu cái màu khác nhau thì sao đó. Ta nhấp đầu vô nha. Rồi ta bắt cho offline nè. Đó. Chuyển tất cả cái test này học, ta bấm tắt vô. Rồi nha. Giả sử cái tầng nè, ta cho nó màu trắng đi. Rồi. Rồi. Chữ Văn. Ta cho nó màu hồng đi. Chữ Khánh, ta cho nó màu vàng đi. Đó, thấy không? Đúng ý bạn chưa? Tức là giả sử như ta có cái này để ta đánh cho móc đi. Không có như thế ý bạn đang hỏi luôn. Rồi. Cho hết luôn nha. Rồi. Tôi chuẩn dành 3 nha. Rồi. Móc 1. Đó, cộng. Móc 2. Rồi. Móc 2 cho màu đỏ đây nha. Rồi. Móc 3 cho nó màu vàng đi. Đó. Thấy không? Đúng ý bạn không? Đó. Giả sử ta ứng dụng ta làm nhiều thứ hay lắm các bạn. Cái này ta đang hướng dẫn là để cái móc cho nó đơn giản để các bạn dễ sử dụng nha. Như vậy báo cáo thôi nha. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.